Guten Morgen. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cả những cái thema đó là Leben auf dem Land oder in der Stadt. Thì có lẽ rằng cái thema này cũng được nhiều người nghe tới rồi đấy, và cũng có lẽ là nó sẽ không xa lạ so với những bạn đang ôn thi B1 nữa. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm với cái thema này, đưa ra ý tưởng cho các bạn để các bạn có thể tham khảo và đưa vào cái bài nói của các bạn. Đầu tiên cũng như mọi hôm thôi, thì đấy là phần chúng mình mà bắt buộc phải học. Cái này không thể bỏ qua được, đó là gì ạ? Là giới thiệu về cái thema. Chọn một trong những câu này để mà nói về cái thema của mình nào. Ich werde über das Thema das Leben auf dem Land oder in der Stadt sprechen. Hoặc là in meiner Präsentation geht es das Thema Leben auf dem Land oder in der Stadt. Được ạ? Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu nha. Sau đó, chúng ta sẽ đến phần giới thiệu này, đó là giới thiệu về một bài thuyết trình. Nó sẽ cho partner hoặc là giám thị biết rằng là cái bài thuyết trình nó đi từ đâu tới đâu. Thì ai mà quên rồi á thì bấm pause để đọc lại một lần nữa cho nó nhớ ấy. Ok nào, phần này mình cũng qua nhanh thôi. Tiếp theo đó là mình sẽ tới business erfahrungen. Cái này thì cứ nói thật thôi các bạn sống ở đâu và nó như thế nào thì các bạn cứ nói như thế đó. Nhưng xin phép lần này mình xin nói láo. Ôi trời ơi! Mặc dù mình sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, nhưng lần này mình xin được một lần lên thành phố để mình nói. Ok chưa? Dạ. Thế kinh nghiệm của mình ở đây đưa ra đó là gì ạ? Ich bin in der Stadt geboren und aufgewachsen, aber ich bin manchmal auf Land gefahren, wenn ich frei hatte. Das war ein tolles Erlebnis. Tôi thì sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng mà đôi khi thì tôi cũng về quê khi mà tôi có những cái kinh nghĩ. Nó thực sự là một cái trải nghiệm rất đẹp đấy. Cái này đơn giản dễ nói mà, đúng không? Nó cũng không có khó lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần situation in deinem Heimatland, tình hình ở quê hương hoặc là ở Việt Nam. Thì như các bạn đã biết đấy, trẻ thì bôn ba, đúng không ạ? Nhưng mà như chúng ta thấy đấy, thì này trong thời đại ngày nay thì các bạn trẻ đã có xu hướng lên thành phố để học này, để làm việc này và kiếm tiền. Thì mình cũng nghĩ rằng nó thì thực sự là khá là dễ để cho các bạn nêu lên được là cái situation in Dynamic hay mắc là nó như thế nào. Được chưa? Thì trên màn hình đó là cái mà mình nêu lên. Seit dem die Wirtschaft entwickelt, leben die Menschen gerne in den großen Städten, besonders die Jugendlichen. Các bạn có công nhận với mình không? Thời này á là tất cả các bạn trẻ, không phải là tất cả mà rất là nhiều những bạn trẻ, người ta thường đến thành phố sinh sống kiểu và kiếm tiền, đúng không ạ? Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đấy, dân góp đấy. Từ nhiều nơi người ta tới đó. Ok, tiếp tục nào. Sau cái phần situation in Dynamic hay mắc lán thì chúng ta sẽ tới cái phần for Tyler. Như mọi bài mà mình dùng á, như mọi bài thì cái phần này thì mình cũng sẽ chia ra hai phần, đó là in the start of them land. Thì mình cũng sẽ so sánh hai cái này. Thì trên màn hình thì mình đưa ra cái for Thái và kèm thêm ví dụ. Đầu tiên mình sẽ nói về in the start. Vậy cái for Thái nào mình có ở đây đó là gì ạ? Viele Beruf waren Möglichkeiten, viele Einkauf Möglichkeiten. Tức là trong thành phố nó có những cái cơ hội nghề nghiệp này, những cái cơ hội và khả năng mua sắm này, được chưa? Ở đây mình sẽ có một cái ví dụ này. Zum Beispiel, ich gehe gerne einkaufen und in Hanoi gibt es viele große Einkaufszentren wie Lotte, Vincom, in den ich gerne gehe. Đấy, đó là một câu ví dụ dành cho cái luận điểm mình đưa ra, đó là nhiều cái Einkauf Möglichkeiten. Tiếp theo đó là auf dem Land. Vậy auf dem Land nó sẽ có gì? Hat man Ruhe und freie Natur, neben Kosten sind billiger. Tức là mọi người có cái sự yên tĩnh này, có một cái môi trường tự nhiên này, và cái neben Kosten, tức là cái giá cả ấy, thì nó sẽ rẻ hơn. Mình sẽ đưa ra một cái ví dụ, đó là nur mit 200 Euro kann man eine große Wohnung auf dem Land mieten. Đấy, chỉ với 200 Euro thôi, đâu đó gần 5 triệu đấy, thì các bạn có thể thuê một cái căn hộ lớn ở nông thôn để sống. Cái này thì mọi người cũng biết mà, đúng không? Mọi thứ ở nông thôn thì nó luôn rẻ hơn so với ở thành phố. Đi kèm với for thai thì chúng ta sẽ có những cái nắc thai cơ bản,
Cũng như nắc thai, cũng như phao thai thì cái phần này mình cũng chia ra hai cái để nói. Đó là nắc thai, bên mặt in der Stadt wohnt, und auf dem Land wohnt. Như ở màn hình đấy, thì đó là những cái mà mình đưa ra. Nó sẽ có những cái phao, cái nắc thai nhất định mà mình nghĩ rằng các bạn cũng có thể thấy rõ được. Và các bạn hãy xem nào. Đầu tiên thì cái nắc thai mà in der Stadt, đó là gì ạ? Lem. Lem is der große Nachteile, Verkehrsprobleme und so weiter. Tức là tiếng ồn và vấn đề về giao thông. Mình sẽ đưa ra một ví dụ này. Zum Beispiel, jeden Tag muss ich circa 2 bis 3 Stunden im Stau stehen. Mỗi ngày á, mình phải chịu đâu đó 2 đến 3 giờ kẹt xe. 2 đến 3 giờ là còn ít đấy các bạn. Hôm rồi mình có để 4 đến 5 tiếng rồi. Đi học về đấy. Kẹt xe. Tiếp theo đó là auf dem Land. Vậy thì nó sẽ có những cái nắc thai nào? Öffentliche Verkehrsmittel sind schlecht. Tiếp theo đó là khai nắc lê bần xung bài speed disco order bar. Có nghĩa là gì? Đầu tiên thì đó là cái phương tiện giao thông đi lại thì nó tệ hơn so với ở thành phố. Và khai nắc lê bần tức là không có cái cuộc sống về đêm, có nghĩa là gì? Không có ba bụng gì hết đấy. Nó không hẳn, nó không có, nhưng mà có, nhưng mà rất là ít. Đấy, đó là cái nắc thái mà mình sẽ nói về off them land. Mình nghĩ rằng cái phần nắc thai này thì các bạn cũng sẽ rất là rõ khi các bạn nhắc tới cái thema này. Tiếp theo, chúng ta sẽ tới về phần Meinung äußern. Ở đây các bạn sẽ nêu ra quan điểm, ý kiến riêng của các bạn. Và trên màn hình, đó là quan điểm và ý kiến riêng của bản thân mình. Đó là gì ạ? Man sollte in der Stadt leben, damit ihre Lebensqualität besser sein könnte. Tức là mình khuyên rằng là mọi người nên sống ở thành phố để cho cái chất lượng cuộc sống nó có thể tốt hơn. Đấy, với ý kiến của các bạn như thế nào, hãy viết cho mình ở dưới phần comment. Tiền đấy thì mình cũng chúc các bạn ôn thi thật tốt. Những ai chưa có ý tưởng thì cứ comment thì mà các bạn muốn để mình làm. Đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.